Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về kết quả truy vết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cập nhật từ 20 giờ ngày 19 tháng 10 đến 20 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các ca F0 254 ca, Viện Pasteur công bố, nổi lên các trường hợp sau, xét nghiệm sàng lọc ở huyện Bến Cầu 45 ca, thành phố Tây Ninh 6 ca, huyện Châu Thành 5 ca, huyện Tân Châu 4 ca, thị xã Hòa Thành 4 ca, huyện Dương Minh Châu 1 ca đang xác minh nguồn lây. Trong khu phong tỏa các ổ dịch tiếp tục phát sinh ca nhiễm như huyện Gò Dầu, huyện Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng, huyện Tân Châu. Huyện Tân Châu 49 ca, trong đó 2 ca nhập cảnh, các ổ dịch tiếp tục phát sinh ca nhiễm, 37 ca liên quan ổ dịch Tân Thành, 1 ca liên quan chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng, 8 ca liên quan chuỗi người Việt gặp người Campuchia và 1 ca liên quan chuỗi tài xế huyện Tân Biên 9 ca, trong đó 3 ca liên quan F0 ở Gò Dầu, 2 ca là F1 của F0 trước đó, không truy vết 4 ca, 1 ca sinh sống ở thị xã Hòa Thành, 2 ca thực hiện 3 tại chỗ ở công ty Phú Cơ, không về địa phương từ tháng 6 đến nay, 1 ca đi cách ly từ ngày 7 tháng 10. Huyện Châu Thành 11 ca, 6 ca là F1 lên dương, 5 ca chưa rõ nguồn lây. Ngoài ra có 1 ca là công nhân làm việc 3 tại chỗ ở trảng bàn không về địa phương nên không truy vết. Huyện Bến Cầu 66 ca, Pasteur công bố 64 ca, Bệnh viện Xuyên Á công bố 2 ca. Trong đó, 45 ca qua xét nghiệm sàng lọc đợt 4, 6 trường hợp trong khu phong tỏa, 9 trường hợp là F1 đã cách ly trước đó, 1 trường hợp cách ly ngày thứ 13, 6 trường hợp đang xác định nguồn lây. Huyện Gò Dầu 50 ca, gồm 38 ca công nhân công ty An Cố, cách ly tập trung 10 ngày, 1 ca công nhân công ty Liên Phúc, 3 ca là nhân viên vệ sinh khu cách ly tập trung các xã Thanh Phước, Phước Trạch, Thành Đức, 8 ca từ nghi nhiễm công bố nhiễm. Huyện Dương Minh Châu 12 ca do liên quan đến chùm ca lây nhiễm trước đó trên địa bàn xã Phước Ninh, 1 ca đang tiến hành truy vết. Thành phố Tây Ninh 7 ca, trong đó 6 ca ngoài cộng đồng, 2 ca là tài xế lò mì hoa nhài ở huyện Tân Biên, 4 ca là người thân và sống cùng nhà trọ, chưa xác định nguồn lây, 1 ca trong khu cách ly. Thị xã Hòa Thành 13 ca, trong đó 4 ca cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly tập trung không điều tra dịch tễ. Ngoài ra, một ca trung tâm y tế gò dầu gửi mẫu là công nhân công ty An Cố không về địa phương. Thị xã Trắng Bàng 27 ca, trong đó một ca cộng đồng là công nhân công ty Ninbo Gia, khu công nghiệp Trảng Bàng, đang thực hiện ba tại chỗ. Một ca là công nhân từ Bình Dương, công ty có F0, về cách ly tại nhà. 25 ca trong khu cách ly khu phong tỏa, trong đó 13 ca là các F1, 12 ca là công nhân các công ty được cách ly đến ngày thứ 14 trước khi đưa vào công ty làm việc. 12 ca là công nhân các công ty được cách ly đến ngày thứ 14 trước khi đưa vào công ty làm việc. Ngoài ra 4 ca công nhân làm việc ba tại chỗ ở huyện Gò Dầu không về địa phương. Các ca nghi nhiễm 62 ca, cụ thể, huyện Tân Châu 16 ca nghi nhiễm, trong đó 7 ca đang xác định nguồn lây, 1 ca liên quan người Việt tiếp xúc người Campuchia, 8 ca liên quan ổ dịch Tân Thành, huyện Châu Thành 2 ca từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương cách ly tại nhà, huyện Bến Cầu 14 ca, trong đó 7 ca qua test sàng lọc đợt 4. 6 ca trong khu phong tỏa, 1 ca công nhân công ty Việt Nam Một Bài làm việc 3 tại chỗ. Huyện Gò Dầu 17 ca, trong đó phát sinh mới ổ dịch công ty ANJ, khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời, làm việc 3 tại chỗ với 6 ca, đang truy vết nguồn lây. Phát sinh chuỗi các chuỗi lây nhiễm với 10 ca, 1 ca từ F1 của ca nghi nhiễm. Thành phố Tây Ninh 1 ca, làm việc và bị dương tính tại Bình Dương, cách ly tại nơi làm việc, trốn khỏi nơi cách ly về địa phương. Thị xã Hòa Thành 1 ca trong khu phong tỏa Long Thành Nam thị xã Trảng Bàng 11 ca, trong đó phát sinh ổ dịch mới và 5 ca tại công ty Hanh khu chế xuất Linh Trung 3 làm việc 3 tại chỗ. 2 ca cộng đồng nguồn lây từ công ty ở huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca là F1, 3 ca từ F1 của ca nghi nhiễm công nhân công ty Hanh 1 ca trong khu phong tỏa không truy vết liên quan đến ổ dịch ở khu phố An Khương, phường An Tịnh đã có 10 ca. Lưu ý các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả đề nghị người dân tuân thủ các quy định hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ www.ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Đừng quên đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để cập nhật thông tin nhanh nhất. Thân mến, chào tạm biệt.